mừng mọi người trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái món gà đốt mà không phải là đốt trên cái nồi nữa, mà mình sẽ đốt trên cái than hồng nha mọi người. Và cái quá trình đốt nó như thế nào mà đốt nó ngon hay không, xin mời mọi người theo dõi, tiếp tục theo dõi coi cách mình làm như thế nào. Mọi người có thể để lại bình luận, để lại comment và nhận xét để mình biết về cái món gà của mọi người làm như thế nào, mình học hỏi theo và để mình tạo nên một cái ẩm thực Việt Nam, ẩm thực vùng miền cách đa dạng và phong phú. Rồi mình sẽ sơ chế xong rồi mọi người. Đó. Sơ chế con gà xong, nêm nếm gia vị, ấp gia vị các kiểu như hủ dị hương rồi đó, cho khử mùi, khử ấy rồi. Nó ngon. Mình nên ấp con gà này, ấp gia vị thấm trước khoảng 30 phút cho lên, càng thấm càng ngon, càng lâu càng ngon nha mọi người. Đó, mình ấp xong rồi mình để vô, sắp vô với kẹp cái kẹp tre lại mọi người. Để chút mình đốt lên cái than hồng, cái than mình đã nhóm lên rồi, mình sẽ đốt cho mọi người thấy cách mình đốt như thế nào. Đó, lửa đã chuẩn bị xong. Con gà mình chặt ra, tại gà bự quá mình chặt ra miếng à, mình nẹp vô cái kẹp tre tươi nha mọi người. Mọi người đừng có làm cái kẹp tre bằng khô nha, cái khô nó cháy kẹp tre mà chưa kín con gà mình nữa đó, cho nên mình chọn cái tươi càng tốt, mình nướng mới chín con gà được. Đó, mình nhúng thêm nước của nó cho nó thấm thì mình sẽ để vô mình nướng nha mọi người. Mình nướng rồi mình đốt cũng được, cái này giống như mình nướng nhưng mà thích mình kêu mình đốt. Đó, mình đốt trên than luôn. Khi mình khoảng 5-6 phút gì đó, hay là mình coi nó chừng nào nó khô lại, nó hết nước rồi, mà mặt nào nó hết nước thì mình lấy nước ớt hồi nãy đó, mình quét thêm cho nó thấm. Đó, mình cứ quét thêm gì đó, chừng nào nó khô nó vàng là được rồi mọi người. Đó, xin mời mọi người tiếp tục theo dõi nha mọi người. Sắp chín rồi đó, sắp khô, sắp chín rồi đó, nó không còn, nó nhiễu ấy đó,
thì mình sẽ quét thêm một lớp dầu ăn hay là một lớp đường mà mình quậy ra cho nó tan đường dầu ăn đó để nó lên con gà nó đẹp. Còn người nào không thích ăn như thế tự nhiên thì khỏi để, bình thường đó, mình cứ quét vậy cho gà vàng, vậy gà nó không khác, ít khác. Xin mời mọi người tiếp tục, sắp chín rồi đó mọi người, mọi người gắng theo dõi hết trơn quá trình của mình đốt con gà như thế nào, giống như mọi người không. Xin mời mọi người. Thank you.
đốt mình đã xong rồi mình để ra cái mâm rồi mọi người. Mình đã cắt ra từng miếng và có rau gì mình sắp vô thảo đó để ăn thôi mọi người, chứ không có gì hết. Đó, có rau nhà, rau gì dưa leo gì đó, rau găm gì, rau thơm gì đó mình để vô xung quanh mình ăn cho ngon, nó thơm thôi. Nói chung là món gà này ăn với nhiều rau thì ngon hơn, hấp dẫn hơn và tuyệt vời. Đó. Xong xin mời mọi người thưởng thức nha. Món của mình làm. Nếu mọi người thấy hay, thấy thích thì nhớ đăng ký ủng hộ, nhấn một cái chuông hoặc chia sẻ cho mọi người biết thêm và tham khảo thêm những cách mới. Xin chào mọi người.